Ít nhất là trong thời bây giờ, ngoài New York ra, giờ tại Houston, quý vị đi ra ngoài đường mang khẩu trang, bởi vì người ta thấy chúng ta mang khẩu trang, người ta có thể nghĩ rằng chúng ta cũng đang bị bệnh. Và ở trên thực tế thì khẩu trang không có che chắn được nhiều, nhất là không phải là khẩu trang N95, khẩu trang thường, thì không có ngăn chặn được nhiều, không có ngăn chặn được nhiều. Tại vì bệnh dịch có thể đi vào mũi, đi vào mắt của chúng ta. Nhưng mà thì tại sao khẩu trang lại trở nên rất là quan trọng? Đơn giản là vì nhiều người cùng mang khẩu trang, tất cả mọi người đều mang khẩu trang nên không ai ngại. Và trong những người mang khẩu trang đó, có một số người bị lây nhiễm thật sự. Khi họ nói, khi họ cười, khi họ mở miệng thì vi trùng ở trong miệng họ nó không có lây lan ra bên ngoài nhiều, để giữ trong cái khẩu trang của họ. Thì điều này có nghĩa là khẩu trang có thể không bảo vệ được cái người không bệnh, nhưng với người có bệnh thì rất cần để mang khẩu trang. Điều này người Nhật Bản họ đã áp dụng từ lâu rồi. Thì chúng ta thấy rằng vấn đề đó là quan niệm. Từ quan niệm đi đưa đến chỗ ứng dụng nó rất là khác biệt. Chúng ta nghe nhiều người hô hào rằng khẩu trang không quan trọng gì hết, quan trọng là rửa tay thôi. Nhưng mà kỳ thật, nếu tất cả mọi người đều mang khẩu trang thì nó sẽ hạn chế được rất là nhiều sự lây lan. Hạnh phúc và khổ đau của mình. Bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghe một bài viết. Bài này của ngài Narada do bác Phạm Dương Khánh dịch. Xưa kia nó được in thành cũng có tên là Những Bước Thăng Trầm. Nhưng mà sau năm 1980 thì ngài Narada ngài đã đưa cái bài viết này vào trong cái tác phẩm mà ngài được biết nhiều nhất là Đức Phật và Phật Pháp. Khi chúng tôi mới vào chùa thì quyển này là quyển vỡ lòng. Tất cả tăng sinh đều học quyển này, Đức Phật và Phật Pháp. Bây giờ mời quý Phật tử Quan Thị đọc cho bài Hạnh Phúc và Đau Khổ này. Và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài học hôm nay. Xin mời cô Lăng Nhiều. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Gia, dạ con kính trường thường gọi nhắc đặng. Dạ, kính năng tỉnh lễ thường gọi điện chào tất cả quý anh chị em. Dạ, con xin được đọc bài học ngày hôm nay. Hạnh Phúc và Đau Khổ, Sukha và Dukha, trích từ Đức Phật và Phật Pháp, The Buddha and His Teachings, Hòa Thượng Narada 1980, Phạm Kim Khánh dịch Việt 1988. Hạnh phúc và đau khổ, Sukha và Dukha, hạnh phúc, Sukha và đau khổ, Dukha là cặp thăng trầm cuối cùng. Nó cũng có nhiều năng lực nhất, ảnh hưởng đến đời sống nhân loại. Cái gì làm được dễ dàng là hạnh phúc, Sukha. Cái gì khó chịu đựng là đau khổ, Dukha. Thông thường, thỏa mãn điều mong ước là hạnh phúc. Nhưng liền khi vừa đạt được điều mong ước ấy, ta lại ước mong điều hạnh phúc khác. Túi tham không đáy, lòng tham không bao giờ được thỏa mãn, không bao giờ biết là đủ. Đối với hạng người tầm thường, hưởng thọ những lạc thú của nhục dục ngũ trần là hạnh phúc duy nhất và cao thượng nhất. Trong lúc mơ ước, trong khi thọ hưởng, và khi hồi nhớ lại những khoái lạc ấy mà người thiên về vật chất rất ưa thích, chắc chắn là có hạnh phúc tức thời. Nhưng quả thật là ngắn ngủi và ảo quyền. Tư sản vật chất có thể đem lại cho ta hạnh phúc có thật sự không? Nếu có, các nhà triệu phú hẳn không bao giờ nghĩ đến chuyện nguyên sinh. Trong một quốc gia nọ mà tiến bộ vật chất đã tiến đến mức tuyệt đỉnh, có 10% dân số mắc phải những chứng bệnh thần kinh. Tại sao vậy? Tài sản và sự nghiệp có đủ đem lại hạnh phúc thật sự không? Cầm quyền thống trị toàn thế gian có phải là hạnh phúc thật sự không? Đại đế Alexander, người đã rầm rộ kéo quân vào Ấn Độ một cách hiên ngang, hùng vĩ và vẻ vang. Người đã chinh phục tất cả lãnh thổ trên đường đi của mình. Người ấy than rằng không tìm đâu ra một quốc gia nào khác để chinh phục. Các vị đế vương, các vị vua đang còn đội mão. Các vị ấy có luôn hạnh phúc không? Đời sống các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà lãnh đạo quốc gia
rất thường bị các phe đối nghịch lăm le hăm dọa. Cái chết của Mahatma Gandhi và Tổng thống JF Kennedy là một vài trường hợp điển hình. Chân hạnh phúc nằm bên trong chúng ta và không thể được định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục, xâm lăng. Nếu những tư hữu trần tục kia được thâu đạt bằng bạo lực, cường quyền hay một phương tiện bất công nào khác, hoặc theo một chiều hướng sai lầm, hoặc nữa được nhìn với cặp mắt trìu mến hay tham lam, thì nó sẽ là nguồn đau khổ và sầu muộn cho chính người làm chủ nó. Cái gì là hạnh phúc cho người này có thể không phải là hạnh phúc cho người kia. Cái gì là thức ăn, thức uống có thể là thuốc độc cho người khác. Đức Phật kể ra bốn loại hạnh phúc của người tại gia cư sĩ. A. Loại đầu tiên là hạnh phúc được có tư hữu, Atisukha, như sức khỏe, tài sản, sống lâu, sắc đẹp, vui vẻ, mạnh mẽ, sự nghiệp, đông đảo con cháu, v.v. B. Nguồn hạnh phúc thứ nhì mà họ được hưởng những tư hữu ấy, Bhogasukha. Thông thường, ai cũng thọ hưởng, ai cũng vui ưa thích. Ai cũng ưa vui thích. Đức Phật không bao giờ khuyên dạy rằng tất cả mọi người nên từ khước hạnh phúc trần gian và rút vào sống ẩn dật, chốn rừng sâu vắng vẻ. Thọ hưởng tài sản không phải là chỉ dùng nó cho riêng mình, mà cũng là bố thí ra để tạo an lành cho người khác. Cái gì mà ta ăn chỉ tồn tại nhất thời, cái gì mà ta tích trữ, ta sẽ bỏ lại và ra đi. Nhưng cái gì mà ta cho ra sẽ trở lại với ta. Những hành động thiện mà ta làm với những tư hữu trần tục sẽ tồn tại lâu dài, không thể mất. C. Không nợ nần. Ananasukha là một nguồn hạnh phúc khác. Nếu tri túc, biết an phận với những gì mình có, và nếu ăn ở kiệm cần, ta sẽ không nợ nần với ai. Người mang nợ luôn luôn sống trong tâm trạng hấp hối, nơm nớp lo sợ chủ nợ. Nếu không nợ nần, mặc dù nghèo, ta vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và thơi thới trong lòng. D. Nếp sống trong sạch. Anawachasukha hay hạnh phúc không đáng bị khiển trách là nguồn hạnh phúc cao thượng nhất của người cư sĩ. Người có đời sống trong sạch là một nguồn phước báo cho mình và cho người khác. Người trong sạch được tất cả khâm phục. Người ấy cảm nghe hạnh phúc vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của những rung động an lành mà nhiều người khác gửi đến mình. Tuy nhiên, ta phải ghi nhận rằng rất khó, vô cùng khó mà được tất cả mọi người khâm phục. Người có tâm tánh cao quý chỉ biết giữ mình để sống đời trong sạch và thản nhiên trước dư luận. Phần đông thỏa thích trong sự thọ hưởng những lạc thú của đời sống, nhưng cũng có những hạng người thỏa thích trong sự từ khước, buông các lạc thú, không luyến ái hay vượt lên trên mọi khoái lạc vật chất, là hạnh phúc đối với người đạo đức. Hạnh phúc niết bàn, tức là trạng thái thoát ra khỏi mọi đau khổ, là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất. Chúng ta vui vẻ đón mừng hạnh phúc, nhưng đau khổ thì không được niềm nở tiếp nhận. Đau đớn, vật chất và phiền muộn, tinh thần đến với ta dưới nhiều hình thức. Chúng ta đau khổ khi phải chịu già yếu, đó là lẽ tự nhiên. Phải bình thản chịu đựng những khổ đau của tuổi già. Càng đau khổ hơn hoàn cảnh già nua là bệnh hoạn. Và nếu là một chứng bệnh trầm kha làm đau nhức lâu ngày, ta sẽ cảm thấy thà chết còn hơn. Chỉ một cái răng đau hay một lúc nhức đầu đôi khi cũng làm cho ta vô cùng khó chịu đựng. Đúng vậy, phải tự an ủi rằng ta khỏi phải mang một chứng bệnh trầm trọng hơn. Lắm khi chúng ta phải chia lìa thân quyến. Cảnh biệt ly vô cùng đau khổ. Chúng ta phải nhận định rằng mọi kết hợp đều phải chấm dứt trong cảnh biệt ly. Đây là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm xả.
một việc thường xảy ra là chúng ta phải kết hợp với người mình không ưa thích, sống chung với người mà ta ghét. Phải cố gắng chịu đựng và nghĩ rằng mình đang gặt hái quả xấu của một cái nghiệp nào mà chính mình tạo ra, hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại. Chúng ta phải cố gắng tự tạo cho mình một nếp sống thích hợp với hoàn cảnh mới, và bằng cách này hay cách khác, phải cố gắng vượt qua mọi trở ngại. Chỉ đến Đức Phật, đấng toàn thiện, đã tận diệt mọi ô nhiễm, mà còn phải chịu đau đớn vì bệnh hay vì tai nạn. Đức Phật nhiều lần bị nhức đầu, chứng bệnh kiết lỵ sau cùng làm cho ngài đau đớn không kể xiết. Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đà, lăn đá từ đỉnh núi cao gây thương tích cho ngài ở chân phải mổ. Lắm lúc ngài phải nhịn đói, đôi khi ngài phải dùng thức ăn dành cho ngựa. Một lần nọ, vì các đệ tử không vâng lời, ngài vào rừng ở 3 tháng. Giữa rừng sâu, ngài phải nằm trên một lớp lá ủ, trải trên mặt đất gồ ghề thô cứng, và phải đối phó với những cơn lạnh buốt thấu xương. Nhưng ngài vẫn thản nhiên, giữa những hoàn cảnh đau khổ, cũng như những lúc an vui hạnh phúc, Đức Phật luôn luôn giữ tâm xả hoàn toàn. Trên bước lang thang trong vòng luân hồi, chết là mối ưu phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi, cái chết không đến lẻ loi cho người thân, mà đến trùng hợp cho nhiều người thân trong một lúc. Và Bhattacharya mất bao nhiêu những thân thuộc: cha, mẹ, chồng, anh và 2 con. Bà trở nên loạn trí, Đức Phật khuyên giải và an ủi bà. Bà Kisa Gotami mất người con thân yêu duy nhất, tay bồng con, và chạy đi tìm thuốc chữa trị và đến cầu cứu với Đức Phật. Được, con có thể tìm ra một vài hạt cải không? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tìm ra hột cải, chắc như vậy. Nhưng hột cải này phải lấy từ trong nhà nào mà chưa từng có ai chết? Hột cải thì có, nhưng bà không tìm ra nơi nào mà thần chết chưa hề đến viếng. Bà tỉnh ngộ và nhận thức bản chất thiên nhiên của kiếp sinh tồn. Một lần nọ, bà kia được người ta hỏi tại sao không khóc cái chết thê thảm của người con. Bà trả lời: không ai mời mọc nó đến, không cho ai hay nó đi. Đến thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. Tại sao ta khóc? Khóc có ích gì? Từ cành cây có nhiều trái rơi rụng, trái non có, trái già có, trái chín có. Cùng thế ấy, ta có thể lìa đời lúc sơ sinh, lúc thiếu niên, lúc tráng niên, hay khi niên cao tuổi lớn. Mặt trời mọc ở phương Đông, chỉ để lặn ở phương Tây. Hoa nở tốt tươi buổi sáng, để úa tàn vào lúc chiều. Cái chết không thể tránh, đến với tất cả mọi người, không trừ ai. Và ta phải bình thản đối phó. Cũng như trên đất, ta có thể vứt bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ. Đất vẫn thản nhiên một mực trơ trơ, không giận, cũng không thương. Vậy, cùng thế ấy, trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Đức Phật dạy như vậy. Trước những thăng trầm thế gian, tâm của vị A-la-hán không bao giờ dao động. Giữa những hoàn cảnh được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, chúng ta hãy giữ tâm bình thản. Bài đọc đến đây là chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cảm ơn cô Văn Trần Nguyệt. Khi mà chia trung đức và thương đức tử, đôi khi chúng ta nên ngồi lại và tự đặt câu hỏi là mình muốn gì ở trong cuộc sống này. Và điều rất rõ ràng là
chúng ta đều mong mỏi cái gì bình an, cái gì vừa lòng đẹp ý, cái gì được thích thú. Và những điều mà mình hoàn toàn không muốn, hoặc chẳng là mình rất là ghét, rất là bực bội, đó là những điều trái ý nghịch luật, những đau khổ, những điều mà chúng ta không có kiểm soát được. Hiện nay khi mà bệnh dịch lây lan, mọi người đã phải đối diện với một sự thật là cho dù y khoa của nhân loại rất tiến, các quốc gia về khoa học kỹ thuật rất là giàu có, và tổ chức xã hội ngày nay nó có nhiều điểm vượt xa những gì mà ông bà chúng ta cách đây 50 năm, 30 năm có thể tưởng tượng được. Từ cái khả năng đi từ châu lục này qua châu lục khác nhanh chóng bằng máy bay, đến cái sự liên lạc mà có thể nói chuyện với nhau hàng giờ, thấy hình với nhau mà cũng không có ngại tốn tiền như là chúng ta nói chuyện qua FaceTime hoặc qua Viber. Ông bà chúng ta trước kia chưa bao giờ nghĩ đến là có một thứ gọi là liên mạng Internet mà cho chúng ta rất nhiều tin tức. Thậm chí là bây giờ phim ảnh, YouTube và nhiều thứ mà người ta có thể tải từ Internet về. Nhưng mà tất cả những tiến bộ đó cũng không đem lại cho chúng ta một điều, đó là sự hoàn hảo như ý và cuộc sống. Nếu chính là có thì có nhiều đó, nhưng mà có cái vui cái khổ chứ không phải chỉ có cái vui không, cái vừa ý, cái gì mà chúng ta hoàn toàn mãn nguyện. Và với sự tiến bộ như nhân loại ngày nay, nhưng mà khi siêu vi COVID-19 lây lan khắp đây thì rõ ràng là ở trong nhiều trường hợp chúng ta bất lực. Chúng tôi xem những đoạn phóng sự về nước Ý, về lời tuyên bố thủ tướng Ý. Ý không phải là một quốc gia nghèo, Ý không phải là quốc gia không có tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng mà rồi đôi lúc người ta cảm thấy hình như là bất lực hoàn toàn. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta trở về lại với cái nguồn minh triết của Đức Phật, là nếu cuộc sống mà luôn luôn kỳ vọng, luôn luôn mong mỏi rằng mọi việc nó phải như ý mình muốn, mọi việc phải hanh thông như mình muốn, mọi việc phải vui, phải thích thú, thì thái độ đó, sự mong mỏi đó, nó sẽ làm cho chúng ta khổ. Tại sao? Tại vì trước nhất chúng ta sống từ sự thất vọng này sang sự thất vọng khác. Thứ tương tự như vậy có hai hạng người. Một người buổi sáng thức dậy mong rằng ngày hôm nay mình sẽ ăn được những món ngon, gặp những người bạn thân rất là tốt, đi ra ngoài mọi việc đều như ý hết. Thì thưa quý vị, không phải ngày nào chúng ta cũng được như vậy. Và chắc chắn rất là sớm người đó có những cái phiền muộn, những cái bực bội. Và có lẽ là phiền não rất là nhiều. Khi mà đời sống có một sự thật là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nhưng mà nếu có một người buổi sáng sớm thức dậy, tự quan sát ra rằng ở trong cuộc sống luôn luôn có ba cái hiện tượng mà chúng ta không thể chối bỏ được mà phải chấp nhận để sống, đó là mọi thứ luôn luôn thay đổi. Một người bạn rất thân bỗng nhiên không còn thân nữa, sức khỏe của chúng ta đang tốt thì ngã bệnh, công việc làm được hanh thông, bỗng nhiên bệnh dịch đến, tất cả đều chỉ rơi vào trong tình trạng trì trệ. Thì như vậy không có gì đứng yên một chỗ. Điều thứ hai mà chúng ta nhận ra là không có cái gì toàn hảo và không có cái gì thỏa mãn mình hoàn toàn.
Tại vì muốn thỏa mãn chúng ta hoàn toàn, nó phải là toàn hảo. Có một người vợ, một người chồng, và người vợ, người chồng đó phải đầy đủ những điều mà chúng ta mong muốn. Một bữa ăn cũng phải hoàn hảo, chiếc xe mình chạy cũng phải hoàn hảo. Càng mong mỏi như vậy, càng nghĩ như vậy, thì cái người đầu tiên khổ là chúng ta. Tại vì sao? Tại cuộc sống nó vốn có hoàn hảo. Và ngay cả những điều mà chúng ta rất là thích thú, những điều chúng ta bám víu và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ dẫn cho chúng ta thỏa mãn hoàn toàn thì cũng không. Tại cái bản chất của tâm của chúng ta là sự khao khát. Được voi thì đòi tiên, đứng núi này núi nọ, được cái này thì mong cái khác nữa. Nhiều người trong chúng ta đã từng mơ ước chỉ cần có một mái nhà để gia thân, có đủ cơm để ăn là được rồi. Nhưng mà thưa quý vị, đó là ngày xưa khi mà chúng ta sống mà chạy gạo từng bữa đó, thì có cơm ăn mà không sợ đói là mình mừng rồi. Bây giờ qua đây cơm đủ ăn không phải là việc mà chúng ta thấy nó còn là vấn đề lo lắng nữa. Thì chúng ta lo lắng về hư vọng, chúng ta lo lắng về làm sao có xe tốt, có nhà tốt, chúng ta lo lắng về nhiều thứ nữa. Cuộc đời của chúng ta luôn luôn là đi từ cái sự lo lắng này sang sự lo lắng khác. Bởi vì cuộc sống nó không có thỏa mãn. Nếu nó thỏa mãn thì chúng ta đã bằng lòng với một số những cái chừng mực nào đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ bằng lòng, không bao giờ thỏa mãn. Đó là cái khía cạnh bất toàn, bất toại của cuộc sống. Và nếu một buổi sáng mà chúng ta thức dậy thấy rằng đời sống nó là một bản giao hưởng, chúng ta chỉ là một người ở trong cái dàn nhạc giao hưởng chơi một thứ nhạc cụ, chúng ta sẽ làm tất cả một mình mà chúng ta phải đi, phải sống như cuộc đời này, như là một bộ phận trong một buồng máy. Chúng ta cộng hưởng với người khác, và do vậy chúng ta bị liên lụy với người khác. Không có ai mà liên quan liên lụy hết. Hãy có liên hệ thì có liên lụy. Tại vì sao vậy? Mình niềm vui nỗi buồn là cho những người xung quanh mình. Mà nếu những người đó họ không cho mình nữa, hay có gì thay đổi với họ thì mình buồn lắm, khổ lắm. Thì như vậy gọi là vô ngã trong đạo Phật. Thì nếu mỗi buổi sáng chúng ta làm theo lời Đức Phật dạy là thường suy tư về bản chất của đời sống, thường suy tư về cái đặc điểm mà chúng ta có thể thấy ở trong kiếp nhân sinh rằng thà là mình thấy trước, mình chấp nhận thì mình sẽ ít có khổ hơn. Thứ tư tượng đại dịch Corona đã xảy ra khắp nơi trên thế giới, mà chúng ta cứ cầu mong rằng đại dịch xảy ra ở ai đó, không xảy ra đối với mình, ở trên thành phố của mình. Chúng ta mong rằng chúng ta hoàn toàn bình yên, những người thân của mình hoàn toàn bình yên. Mong mỏi thì có mong mỏi đó, nhưng sự mong mỏi đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được hoàn toàn. Nước Anh ngày hôm nay, thưa quý vị, đã giới nghiêm toàn quốc, người ta chụp những hình gửi ra nước ngoài về đường phố của London, luôn nước Anh, mà có lẽ chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng rằng trong đời của mình có thể nhìn thấy những hình ảnh phố vắng người ban ngày và đêm. Thì luôn luôn là có đường xá xe cộ, trên đường xá xe cộ người đi qua lại vắng tanh vắng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là ngày mà Thủ tướng Modi
vị thủ tướng Ấn Độ đã ra lệnh cấm túc toàn bộ Ấn Độ. Chúng ta phải nói đến về thành phố 5-7 triệu người, chúng ta nói đến 1 tỷ 300 ngàn người, 300 triệu người. 1 tỷ 300 triệu người là chúng ta nói một con số bằng 1/6, 1/7 dân chúng trên thế giới, riêng cả Ấn Độ. Tất cả mọi người đều ở nhà. Khi có những trường hợp, những lý do chính đáng và có thể giải thích được thì mới có thể ra được. Nếu không, thứ gì chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó rất là bất ổn ở trong cái trạng huống chung của nhân loại hiện nay. Khi bệnh dịch xảy ra, 1 tỷ 300 triệu người là con số rất lớn. Và chúng tôi từng hành hương sang Ấn Độ, thưa quý vị, ở trên những thành phố như là Madras, nếu bây giờ gọi là Chennai hay là Bombay, Mumbai, New Delhi, chúng ta thấy có một dòng thác người xuôi ngược. Mà khó tưởng tượng Ấn Độ một ngày nào đó với dân số đông như vậy mà mọi người phải ở trong nhà, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, thời kỳ thuộc địa, thời kỳ mà Thánh Kinh đi kêu gọi toàn dân Ấn Độ tẩy chay hàng hóa của Anh Quốc. Chế độ thuộc địa Anh bây giờ đàn áp khốc liệt, người ta đình công bãi thị, tẩy chay hàng hóa của Anh. Nhưng mà không có cái tình trạng như là hiện nay, khi mà tuyên bố cô lập, cấm túc tất cả những người dân đi lại. Và dân số thời Ấn Độ thì nó không đông như bây giờ. 1 tỷ 300 triệu người là con số rất lớn. Như vậy thì vấn đề quá thật là nghiêm trọng. Nếu không nghiêm trọng, người ta không đưa ra những cái biện pháp chừng đó. Và mặc dù ở tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng trước tuổi phục sinh thì Hoa Kỳ sẽ mở cửa lại, tự do đi lại, mọi người sẽ đến sửa làm, kinh tế được kích hoạt trở lại. Nhưng mà thưa quý vị, đối với các chuyên gia phần lớn thì đó là điều không thể. Không thể nào một Hoa Kỳ trong một vài tuần lễ mà có thể ổn định lại. Và chỉ có một cách để cứu sinh mạng con người càng nhiều càng tốt, đó là tiếp tục đưa ra lệnh cấm túc, cô lập, giữ nghiêm. Và dĩ nhiên những điều này với những cái bàn tán qua lại đó, có thể làm không ít chúng ta cảm thấy rất là khổ sở. Khuya nay, thưa quý vị, 12 giờ khuya, thành phố Hy Sinh mới bắt đầu có cái lệnh cô lập tại nhà. Trong mấy ngày qua thì chỉ kêu gọi giảm bớt đi lại. Nhưng mà trong mấy ngày qua, chúng tôi đã nhận rất nhiều điện thoại quý Phật tử than ở nhà buồn quá. Có người than là không biết làm gì, có người than là ở trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn, buồn quá cái đêm nấu sợ là mai mốt sẽ lên cân, tiểu đường sẽ nguy hiểm hơn. Có nhiều người thậm chí nói với chúng tôi rằng sao mà tụng kinh rồi, nghe pháp rồi, làm đủ cái việc cũng dư thì giờ, ở nhà sao thì giờ dư nhiều quá. Và chúng tôi nghe cách nói và giọng nói quý Phật tử thì chúng tôi hiểu được quý vị đang không vui, mới có bực bội thôi. Nhưng mà đó đi, những nơi như là ở Vũ Hán, ở Ý, khi người ta bị cách ly lâu ngày thì nếu không khéo, thưa quý vị,
nó có những khủng hoảng về tinh thần. Thì quả thật là cái quan niệm sống là cái gì rất quan trọng. Nếu chúng ta không khéo đặt quan niệm tốt thì coi chừng sự việc nó chỉ tệ có hai mà chúng ta nhân nó lên thì nó tệ hại lên tới 50. Và biết suy nghĩ, mà suy nghĩ một cách chính xác, suy nghĩ một cách lợi lạc, thì Đạo Phật gọi là Yonisomanasikara, có nghĩa là khéo tác ý hay là tránh tư niệm. Khéo tác ý hay tránh tư niệm tức là khéo nhìn vấn đề, mà qua đó chúng ta tìm được cái ngõ sáng chứ không phải là ngõ cụt. Chúng ta tìm được một cái lối thoát chứ không phải là sự bế tắc. Và ngay ở trên đó chúng ta tìm được sự an lạc chứ không phải đau khổ. Và cái quan niệm này nó chỉ nằm tơ kẻ tóc thôi. Nãy giờ chỉ quý vị nghe câu chuyện của nước Anh, của Ấn Độ và của những người Phật tử ở tại chùa. Nghe thì chúng ta sẽ cảm nhận cái không khí ngột ngạt của cái thời kỳ đại dịch. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm rằng, nói đi, mùa thời đại dịch này nó vẫn nảy sinh ra rất là nhiều những cái suy tư rất đẹp, những cái cống hiến có ý nghĩa và những cái sáng tạo đáng cho quan niệm. Thứ gì từ sáng tới giờ đó, chúng tôi nhận không dưới 10 cái email và các cái message của những người quen, xuất gia có, tại gia có, những người hoặc xa hoặc gần gửi cho chúng tôi một cái bài dịch bằng tiếng Việt. Và chúng tôi cũng có tìm một cái nguyên tác của bài dịch. Bài này người ta gọi là thông điệp sâu sắc của Bill Gates về virus corona. Và có lẽ chúng tôi đề cập đến bài này thì nhiều quý vị cũng đã nhận được. Bill Gates là người đã sáng lập ra Microsoft, và ở trong nhiều năm ông xem là người giàu nhất trên thế giới. Bây giờ thỉnh thoảng thì có lúc ông giàu nhất, thứ hai có khi ông giàu thứ nhì, là một người rất là thành công ở trong việc mà tạo nên một cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, tức là đem kỹ thuật computer vào nhà riêng của mỗi người, một sự sử dụng của chúng ta, và chúng ta gọi nó là PC, personal computer, cái máy điện toán hay máy tính cho cá nhân. Microsoft vẫn là một ngôi sao bắt đầu, là một lực lượng chủ đạo ở trong cái khoa học công nghệ tinh học ngày nay. Nhưng mà đó không phải là điều mà chúng tôi muốn nói tại đây. Điều mà chúng tôi muốn nói tại đây là hai vợ chồng Bill Gates không phải chỉ có giàu, không phải chỉ có nổi tiếng, không phải chỉ có sự trí thức, mà hai người đó có một cuộc sống rất đẹp về mặt chúng ta gọi là phước thiện, là vì phước thiện làm những việc tốt cho nhân loại. Những gì mà cái foundation của hai ông bà làm ra trong nhiều năm qua, rất là nhiều điều để chúng ta quan niệm. Thật ra một con người mà với cái địa vị như vậy, tư cách như vậy, có rất là nhiều điều đáng để cho chúng ta lắng nghe. Khi ông đưa ra một số suy tư ở trong mùa đại dịch, thưa quý vị, mặc dù chúng tôi nói rằng đa số quý Phật tử và chúng tôi trên trần đã từng nhận được cái thông điệp này, những cái lời phát biểu này của ông, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn đọc lại tại đây, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng đó là những tư duy rất là đẹp. Từ những suy tư của ông á, nó lại một phần nào rất là giống với cái nhìn của Phật pháp, là hạnh phúc và đau khổ nó chỉ là nằm ở trong đường tơ kẻ tóc. Nếu chúng ta biết suy nghĩ thì chúng ta an lạc, mà không có suy nghĩ thì chúng ta đau khổ.
Tiếc rằng chúng tôi mới nảy sinh cái ý là đọc những dòng chữ này khi mà chúng tôi đang nói chuyện, nên chúng tôi chưa kịp gửi đến quý Phật tử. Chúng tôi sẽ đọc một vài đoạn, nếu mà có vị nào mà có được bài mà nó đọc được thì tôi mời quý vị đọc cho. Như vậy cô Lan Như Nguyệt đọc dùm nhé. Giờ mời cô Lan Như Nguyệt, cô có sẵn sàng chưa vậy? Dạ, giờ mời cô Lan Như Nguyệt. Dạ, con xin được đọc bài thông điệp sâu sắc của Bill Gates về virus corona. Quan điểm của Bill Gates về virus corona chia sẻ với chúng ta điều gì? Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu. Khi tôi suy gẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì tôi cảm thấy virus corona, tức là COVID-19, thực sự đang làm với chúng tôi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình tài chính của chúng ta hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta như nhau. Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều kết nối và một cái gì đó ảnh hưởng đến một người có ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các đường viền sai mà chúng ta đã đưa ra có ít giá trị vì virus này không cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn về những người trong thế giới này mà cả cuộc đời dành cho sự áp bức. Nó nhắc nhở chúng ta về sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta đã di chuyển như thế nào để bỏ bê nó thông qua việc ăn thực phẩm nghèo sản xuất và nước uống bị ô nhiễm quá chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh. Nó là nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Đó là giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già nua hoặc bệnh tật. Mục đích của chúng tôi là không mua quần giấy vệ sinh. Nó nhắc nhở chúng ta về xã hội vật chất của chúng ta đã trở nên như thế nào và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu mà chúng ta cần như thực phẩm, nước, thuốc. Trái ngược với những thứ xa xỉ mà đôi khi chúng không cần thiết mang lại giá trị. Nó đang nhắc nhở chúng ta về cuộc sống gia đình và gia đình quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng tôi phải trở lại nhà của chúng tôi để chúng tôi có thể xây dựng lại nhà của chúng tôi và củng cố đơn vị gia đình của chúng tôi. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng công việc thực sự của chúng tôi không phải là công việc của chúng tôi, đó là những gì chúng tôi làm, không phải những gì chúng tôi được tạo ra để làm. Công việc thực sự của chúng tôi là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau. Đó là nhắc nhở chúng tôi kiểm soát bản ngã của mình. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào, hay chúng ta nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào, một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể kết hợp, chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc bản thân. Thật vậy, đó là những khó khăn làm nổi bật màu sắc thực sự của chúng tôi.
Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể kiên nhẫn hoặc chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta có thể hiểu rằng loại tình huống này đã xảy ra nhiều lần trước đây trong lịch sử và sẽ qua. Hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và xem nó là sự kết thúc của thế giới và do đó gây cho bản thân nhiều hơn là có lợi. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy gẫm và hiểu biết, nơi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình. Hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cùng chúng ta học được bài học mà chúng ta dự định. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trái đất này bị bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần xem xét tốc độ phá rừng cũng khẩn cấp như chúng ta nhìn vào tốc độ mà các cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi giá. Chúng tôi bị bệnh vì nhà của chúng tôi bị bệnh. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi khó khăn luôn có sự dễ dàng. Cuộc sống là theo chu kỳ và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ, điều này cũng sẽ qua. Trong khi nhiều người coi virus corona, COVID-19 là một thảm họa lớn, tôi thích thú xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở chúng ta về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên và chúng ta có học được hay không. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi công thỉnh thần tòa chức đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cảm ơn cô Văn Châu Nguyệt. Chứ đây không biết quý Phật tử khi nghe những điều đọc đó, thì quý vị có thấy có những gì tương đồng ở trong cách suy nghĩ không? Chỉ riêng câu đầu rằng siêu vi virus COVID-19 đó, nhắc nhở chúng ta rằng tất cả đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, tình hình trời đánh. Chúng ta nổi tiếng hay chúng ta nổi tiếng như thế nào, bệnh này đối với tất cả chúng ta đều như nhau. Nếu bạn không tin tôi thì hỏi Tom Hanks. Tom Hanks là một tài tử rất là nổi danh của Hollywood. Và khi ông đang đóng phim bên Úc thì ông và người vợ được chứng nghiệm là dương tính, tức là có bị lây nhiễm corona. Thứ gì đối với những hiện tượng như là vô thường của đời sống thì giống như vậy, nó không chừa bất cứ ai hết. Trước tử thần tất cả chúng ta bình đẳng như nhau, trước sự vô thường tất cả chúng ta như nhau. Tự tánh vô thường, xâm diệt biến đổi, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh khổ não, bất toàn bất toại, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Tự tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, phổ cập pháp giới, không phân sớm làng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Đó là những lời dạy của Đức Phật từ 25 thế kỷ về trước. Và ngày nay có nhiều khi chúng ta sống, chúng ta nghĩ rằng có ai đó khổ chứ không phải tới mình đâu, mình không có khổ. Có ai đó gặp chuyện trái ý nghịch lòng hay gặp sự vô thường chứ không phải là mình. Nhưng mà thưa quý vị, rõ ràng rằng tất cả chúng ta đều rất là bình đẳng trước cái chết, rất là bình đẳng trước sự vô thường. Và câu nói của Bill Gates ở đây một lần nữa cho chúng ta thấm thía điều đó. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều kết nối vào một cái gì đó. Có ảnh hưởng đến một người thì có ảnh hưởng đến những người khác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng các đường biên giới sai mà chúng ta đưa ra chẳng có giá trị gì đối với loại virus này. Nó không cần hộ chiếu. Nó là nhắc nhở chúng ta bằng cách áp bức chúng ta trong thời gian về những người trong thế giới này cả cuộc đời dành cho sự áp bức.
Quả thật thì chúng ta sống, chúng ta thường nghĩ rằng cái chuyện đó xảy ra ở đâu đó, nó có biên giới, cũng chẳng liên quan tới mình hết. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta có liên quan rất mật thiết với nhau, mật thiết lắm. Cái thông điệp của virus này, kể cả cho đến những người mà độc tài, những người mà thường sống áp bức người khác mà không suy nghĩ, mình áp bức người khác cũng là sự áp bức của mình. Chúng ta có liên hệ với nhau nhiều lắm. Không có một người cha, người ông cha tàn bạo nào mà đánh con. Mà nếu nghĩ rằng con mình khổ thì sau này mình cũng, nó cũng hại để hại, nó cũng nguy hại cho mình. Chúng ta sống trong khi chúng ta mong những người xung quanh bị gặp đau khổ, tại vì chúng ta nghĩ rằng như vậy chúng ta hả hê, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Khi mà một người ở trong gia đình bị suy sụp, khi mà một quốc gia bị suy thoái, khi mà đại dịch xảy ra tràn lan khắp nơi, thì chúng ta thấy một điều rằng chúng ta sống quả thực liên đới với nhau, nó phải sống riêng một mình. Nó nhắc nhở chúng ta về sức khỏe của chúng ta quý giá thế nào, chúng ta đã di chuyển thế nào để bỏ bê qua nó thông qua việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm đủ loại mọi hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bệnh. Chúng ta thường hờ hững với sức khỏe của mình, trong cái ăn cái uống chúng ta không để ý. Dạ, thế nào là nước sạch, thế nào là thực phẩm sạch. Ăn chỉ để thỏa mãn thì vị giác của chúng ta. Nhưng bây giờ khi corona xảy ra rồi thì mình thấy rằng sức khỏe quan trọng như thế nào. Hệ thống miễn nhiễm chúng ta yếu thì vi trùng corona tấn công chúng ta không đỡ nổi, và cái chết chắc chắn sẽ đến. Quá thật là tuyệt vời. Chúng ta có thể ngồi suy nghĩ lại cái sức khỏe quan trọng thế nào. Chúng tôi nhớ hồi xưa người Hậu Giác thì nói rằng một khi mà mình bị bệnh rồi mình mới thấy rằng một khi mà mình không có sức khỏe thì tất cả tiền bạc, danh vọng, tình yêu đều vô nghĩa. Phải có sức khỏe. Nó nhắc nhở chúng ta về xã hội vật chất của chúng ta đã trở nên như thế nào mà khi gặp khó khăn. Rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần. Thực phẩm, nước thuốc. Trái ngược với những thứ xa xỉ mà đôi khi chúng không cần thiết mang lại. Thì thường chúng ta nghĩ đến những gì xa xỉ nhiều hơn. Cái gì hào nhoáng, cái gì nữa. Có vẻ cao sang hơn là cái gì căn bản. Bây giờ chúng ta nghĩ là gì căn bản. Chúng ta nhớ rằng khi mà mỗi người chạy đến siêu thị để mua sắm, có những thứ bình thường ai nghĩ là phải dành cho nhau hết, như là giấy vệ sinh chẳng hạn, ta cũng mua. Gạo ta cũng mua. Đồ hộp ta mua. Bình thường những thứ đó chúng ta nghĩ rằng cần thì mua thôi, chúng có nghĩ chuyện quan trọng. Mình muốn có gì hào nhoáng, cao sang, đẹp, nhưng mà kỳ thật. Thưa quý vị, hầu như mỗi cái suy nghĩ mà Bill Gates ông gửi gắm trong điều này đấy, nó còn dài mà quý vị đã nghe cô Lăng Nhật Nguyễn vừa đọc, đều là một cái luận điểm để chúng ta thấy rằng chính cái quan niệm khi chúng ta đau khổ hạnh phúc, vững lòng hay sợ hãi, chính quan niệm làm cho chúng ta sống một cách sáng suốt hay là mê mệt. Chúng ta sẽ đọc những dòng chữ này của một người rất giàu có địa vị trong xã hội và có cái tâm hồn rất là thiền thiện. Bill Gates, ông đã có chia sẻ những suy tư, và trong suy tư đó chúng tôi tin rằng ông đã vận dụng được cái khôn ngoan của mình để sống đẹp và sống hạnh phúc. Cái sự suy tư đó không phải là chỉ dành cho người giàu đâu. Tất cả chúng ta đều thể suy tư được hết. Nếu chúng ta khéo suy tư, khéo quan niệm, thì chúng ta sẽ tìm ra cái lằn ranh giữa đau khổ và hạnh phúc. Mình không khéo thì nó nằm bên này, mà khéo nằm ở bên kia. Vì Nhật Bản họ có một câu chuyện ở trong những góc nhà cắt đá, nói rằng có một vị sâu hơn, tức là một vị tướng quân, vị lãnh chúa, tới gặp một vị thiền sư, hỏi vị đó là có thiên đàng và địa ngục không.
Thì vị thiền sư nói rằng ông là một người quyền cao chức trọng mà sao ăn nói ngu vậy? Thì vị sô gân này nổi nóng rồi. Thì vị thiền sư mới nói rằng đó đó đó, cái đó là địa ngục. Và vị sô gân nó bỗng nhiên hiểu được là vị thiền sư muốn nói gì nên mỉm cười. Thì vị thiền sư nói là đó, đó là thiên đàng. Thì vậy vị thiền sư này nói rằng thiên đàng và địa ngục ở đây đó là cái khổ và cái vui. Và trong cái khổ đó và cái vui đó, nó đến từ sự nhận thức. Nhận thức ở đây chúng ta nói là quan niệm, rõ ràng là quan niệm. Vì vậy thưa quý vị, ở trong thời đại dịch này, mong rằng tất cả chúng ta sẽ giữ vững lòng tin và sống một cách sáng suốt, có một quan niệm tích cực, trong sáng. Và những quan niệm như vậy mới nghe thì rất là trừu tượng, nghe gần như là triết lý thôi, nhưng mà không phải như vậy đâu. Một quan niệm sáng suốt sẽ giúp chúng ta nhìn vào sự thật một cách quan hơn. Và như quý vị đọc ở trong những gì mà Bill Gates gửi đến, thì rõ ràng chính những quan niệm rất đẹp sẽ khiến cho chúng ta chuyển bại thành thắng, chúng ta tiền khung hậu kiếp. Những cái điều gì bất hạnh khổ đau lẽ ra nó là những điều mang lại bao nhiêu phiền muộn, thì đó là một bài học rất quý cho chúng ta thêm vốn liếng ở trong cuộc sống này. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong phần pháp thoại ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua phần học kinh tụng. Trong học kinh tụng này hôm nay thì chúng ta sẽ qua một cái phân đoạn mới của bài kinh Châu Báu, đó là nó xuất tác. Thứ gì trong mấy ngày qua thì chúng ta đã đọc qua 5 phân đoạn, hôm nay chúng ta đọc qua phân đoạn số 6. Nhưng mà trước khi chúng ta học vào phân đoạn 6 thì xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Không biết giờ này Sư Nguyên Thông có mặt trước máy và nghe được không? Nếu được thì thỉnh Sư Nguyên Thông hãy đọc cho 3 lần từ đoạn xin lỗi, một lần thôi từ phân đoạn 1 đến phân đoạn 5. Và sau đó thì chúng ta đọc qua, chúng ta học tới phần đoạn 6. Xin tiến hành xin mời xong. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con niệm Nguyên Thông, con xin đọc tụng một lần năm đoạn đầu. Ya ni da ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na va vang tu a tho pi sa ka cha su năng tu pha si tăng Tasma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ca ro tha ma nu si ya pa cha ya di va cha ra to cha rang ti ye ba lin tasma hi ne ra kha tha ap ba ma ta yang kin chi vi tăng i tha va hu rang va sa ge su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a thi ta tha Gata na idam bibua te ratanang pani tang e te na sakche na suva thi ho tu khayang viragang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito na te namme na samati kinchi idam bithamme ratanang pani tang Ê tê na sắc chê na su va thi hô tư giang bùa đà sê tô bà rì vã na yi su chín sa ma đi ma nân ta rì căn nhà ma hù sa ma đi nam tê na sa mô na vi cha ti y đâm
Bi tham mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu dê pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri ê ta ni yu ga ni hôn ti tê na ki nê ya su ga ta sa sa ba ka ê tê su di na na ma hap pa la ni i đam bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sắc chê na su ba thi hô tu. Thưa sư phụ, con đọc xong một